Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi đầu tuần. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Anh em nào mà đồng hành cùng với Coin 68 cũng như là DeFi Discussion lâu á thì cũng thấy là bọn mình thường hay có một cái tập gọi là tập tổng hợp và tập recap lại, coi như là một cái bước để mình nhìn lại cái quá trình vừa diễn ra. Thì mình nhớ là cái tập gần nhất mà bọn mình làm theo cái kiểu recap này á là tập đâu đó tập 50. Thì cái tập tuần này nó không phải là một cái con số gì đó nó quá tròn trục hay là tròn trăm gì cả. Với bọn mình thì con số 68 này nó mang rất nhiều ý nghĩa. Và thì cũng là vì một cái cơ duyên như vậy. Thì tập tuần này chúng ta sẽ dành ra để nhìn lại những cái câu chuyện, những cái buổi thảo luận mà chúng ta đã có trong khoảng thời gian gần đây. Nếu mà anh em nào theo dõi cái tập số, mình nhớ không nhầm là tập 50, thì cái câu chuyện lúc đó nó xoay quanh cái vấn đề là các builder đang nghĩ gì về thị trường ở cái thời điểm đó. Thì mình cũng đề xuất với lại các anh em trong team làm DeFi Discussion đó là ok, tuần này chúng ta sẽ nói về những cái narrative mà thị trường đã trải qua từ cái giai đoạn sau cái cột mốc tập 50 đó. Thì tập tuần này chúng ta sẽ ngồi tổng hợp lại những cái narrative mà đã có với thị trường. Hy vọng là DeFi Discussion hôm nay sẽ vẫn mang lại được những cái giá trị, những cái sự sâu chuỗi nhất định, những cái mắc xích để giúp anh em có thể phần nào đó tìm ra được những cái bức tranh về thị trường của riêng mình. Thì thôi chắc không dài dòng nữa. Thì mời anh em đến với tập tổng hợp tuần này ha. Thực ra trong cái danh sách câu hỏi mà mình tính hỏi anh Poseidon thì có một cái câu đó là về narrative, tức là ví dụ như những con gần đây mà thị trường chúng ta biết là nếu mà nó bay thì thường nó sẽ bay theo trend và bay theo narrative, tức là bay theo cái câu chuyện, tức là hiểu nôm na là ở cái thời điểm đó mọi người nói nhiều về cái nhóm coin nào, ví dụ như là move to earn hoặc là trước đó là những cái play to earn, rồi xa hơn nữa là những cái ví dụ như là những cái narrative kiểu như là 33 kiểu vậy, hoặc là VE33, thì đó là những cái câu chuyện về narrative. Thì đó là những cái câu chuyện mà cái yếu tố của tokenomics nó gần như là nó bị nó kiểu như là bị bỏ lơ sang một bên. Nhưng mà sẵn là đang nói về cái câu chuyện là sự khác biệt giữa những cái dự án mà nó theo narrative và những cái dự án mà nó dựa trên cái nền tảng để nó đi bền vững á, thì có một cái nhận định này là của cá nhân em thôi. Thường á, nếu mà xét về tokenomics á, thì nên tìm những cái dự án mà nó có cái gọi là thuộc cái nhóm là nền tảng và hạ tầng đó, ví dụ như là những cái layer 1 đó, thì nó sẽ có cái yếu tố tokenomics của nó sẽ có được ảnh hưởng mạnh hơn rất nhiều so với những cái nhóm dự án mà nó theo trend. Thì không biết là nhận định của anh Poseidon về cái vấn đề này là như thế nào, và hay là có cái nhận định ngược lại, tức là thì dự án trend cũng được, ví dụ như tokenomics nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong những cái dự án trend này nọ, thì chắc để anh Poseidon chia sẻ cái này ha. Ok, nói chung là câu hỏi của Nguyên thì nó cũng khá là rộng á, nói chung bàn luận về nó thì chắc rất là sâu, nhưng mà mình sẽ trả lời ngắn gọn theo quan điểm của em nhân của mình thôi, tức là đại loại thì tất nhiên là dự án nào nó cũng sẽ có một cái narrative riêng của nó, hay là mình nói theo kiểu gọi là dân gian hơn là kiểu như nó sẽ có một cái gì đó để kể chuyện á, một cái câu chuyện để nó kể và nó tạo ra cái tâm lý gọi là FOMO hoặc là bull case cho cái dự án đó, vân vân. Thì theo mình thì cái này thì dự án nào nó cũng, nếu mà chúng ta đang nói câu chuyện dự án làm nghiêm túc á, thì bất kỳ dự án nào nó cũng sẽ có cái narrative này thôi. Và cái này thực ra nó không chỉ mà chúng ta chỉ thấy xuất hiện trong crypto mà trong cái thị trường truyền thống nó cũng vậy. Thì khi mà bản thân chúng ta nên muốn thuyết phục một ai đó để mà đầu tư vào bản thân mình, hoặc là cho mình chỉ dẫn mình cái gì đó, thì chúng ta cũng phải có một cái gì đó để chúng ta thuyết trình về bản thân, về giá trị mà chúng ta tạo ra, thì dự án nó cũng vậy, và thậm chí nó cũng phải làm tốt hơn. Tuy nhiên thì cái narrative này đối với mình thì nó chỉ là một phần,
tại vì mình thì quan điểm mình thôi, mình thì thích những cái dự án, dĩ nhiên dự án có một cái narrative hay thì nó rất là tuyệt vời, tuy nhiên là chúng ta cần một cái dự án làm được, và không chỉ làm được thôi mà phải làm có kết quả, chứ làm mà không có kết quả thì cũng không được, thì khi đó cái narrative đó nó mới trở trọng lên một cái hiệu ứng. Cái này mọi người thấy trải qua những cái chu kỳ thị trường, mọi người thấy ví dụ như có rất nhiều cái narrative đã từng xuất hiện trong thị trường, ví dụ như là DeFi, GameFi, Layer 1 nó rồi có thể thậm chí là meme coin luôn. Cái như mình thấy là khi mà downtrend thì nên chú ảnh là những cái đồng coin mà nó ở hạ tầng tốt hơn, những cái đồng mà nó có cái market cap nó to một xíu và nó được thị trường công nhận một khoảng thời gian cũng đủ dài rồi. Thì thứ nhất là về market cap, nếu nó to thì nó đâm nó cũng đỡ toan hơn là những cái đồng dự án ở trên cái nền đó. Thì cái này thì mình cũng có đề cập ở trong cái tập về Fast Protocol, mình vẫn tin là Fast Protocol nó vẫn sẽ hiệu nghiệm trong ít nhất là trong khoảng thời gian thị trường hiện tại. Nó là một cái kênh mà để chú cũng khá là hợp lý. Thứ hai thì mình nghĩ là nên có những cái dự án mà nó có dividend đó, tức là nó có một cái trả thưởng về cho người dùng giữ cái token đó, thì nó sẽ giúp anh em kiểu như là bình tĩnh hơn trong cái down market. Nhưng mà bear market, nhưng mà trả thưởng không phải là trả thưởng kiểu 200% APY đúng không? Bây giờ cái phần trăm APY đó bây giờ mọi người cũng bắt đầu đánh giá là không ăn thua rồi. APY 200% nhưng mà token giảm 90% thì nó cũng không ăn thua mấy. Thì ý nguyên chắc là trả thưởng bằng một cái token khác đúng không? Ừ, đúng rồi. Trả thưởng bằng cái token của dự án á thì nó sẽ kiểu như là rất là lạm phát cho bản thân cái dự án đó, thì nên cân nhắc những cái dự án mà nó trả thưởng bằng những cái đồng tiền khác và nó ổn định hơn. Nhưng mà cái này thì nó cũng chỉ là một yếu tố thôi nha, để anh em cân nhắc thôi, chứ bản thân ví dụ như cái dự án mà nó có cái yếu tố này nhưng mà nó làm ăn kiểu không minh bạch lắm thì nó vẫn đùm như thường à. Nên là cái này nó cũng là một cái yếu tố để anh em liệt kê vào cái danh sách theo dõi trong cái mùa này. Thì đó là hai cái ý, đầu tiên là về những cái đồng mà nó có cái vốn hóa nó to và nó biến động thấp trong cái mùa này để chú ảnh đỡ và mình vẫn có thể earn được yield từ những cái đồng đó đúng không? Những cái đồng mà market cap nó to thì nó vẫn có cách để chúng ta earn được yield, chúng ta nâng được cái số lượng token của mình lên. Và cái thứ hai là những cái đồng mà nó trả dividend, nó có dòng tiền. Thì song song với cái việc là phân bổ cái danh mục nó hợp lý, tỷ lệ rủi ro nó phù hợp cho mỗi cá nhân. Tại sao mình nói là phù hợp cho mỗi cá nhân? Tại vì mỗi người sẽ có một cái điều kiện khác nhau và mỗi cái trường hợp nó khác nhau, mỗi cái hoàn cảnh tâm lý nó khác nhau. Thì nếu bạn cảm thấy là cái tâm lý của bạn khá là tự tin, bạn không quá bị áp lực trong cái mùa downtrend này, thì bạn có thể phân bổ cái tỷ lệ crypto nó to hơn. Còn ví dụ như mà bạn áp lực với cái danh mục nhiều quá thì bạn có thể giảm với cái tỷ lệ crypto lại, thì nó tùy thuộc vào mỗi cá nhân thôi. Nhưng mà chung nhất thì vẫn không nên rời market vào thời điểm này. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ nói về cái một vài cái dự đoán trong tương lai thôi. Thì anh Julian nghĩ trong tương lai các dự án crypto nói chung đi thì sẽ có cái xu hướng phát triển mô hình kinh doanh như thế nào? Tức là mình không nói về chi tiết từng cái yếu tố, từng cái metric cái này sẽ làm như thế này như thế kia, nhưng mà mình có một cái gọi là một cái prediction thôi, tức là cái mô hình nó sẽ tự tựa như thế nào và nó sẽ đi theo hướng nào. Thực ra để mà nói về những cái prediction, những cái dự đoán về cái thị trường này nó như nào ấy, thì thực ra là mình cũng có rất là nhiều các cái dự đoán khác nhau, nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái buổi hôm nay, đó là về một cái vấn đề mà mình đã bàn, đó là về revenue. Thì mình nghĩ rằng có một cái mà nó có khả năng là nó sẽ theo cái hướng này. Đó là đầu tiên khi mà mình nhìn về những năm 2018 ấy, thì đa phần các cái dự án là họ có token, họ cứ có cái token trước để họ raise fund ra, và họ chẳng có bất kỳ một cái sản phẩm gì cả. Và đến những năm 2020 và tại thời điểm hiện tại thì là đa phần là các sản phẩm phải có token, phải có sản phẩm và có token, hoặc là cái thời gian đấy nó phải không được gọi là chênh nhau quá là nhiều, nhưng mà cùng lắm nó chỉ chênh nhau vài tháng thôi. Nghĩa là ở 2020 nó khác 2018, là 2017-2018 rồi là cứ có token trước đã, còn sản phẩm thì ok, đợi cứ đợi đấy. 2020 này thì là bắt buộc ông phải có một cái testnet gì đấy, ông phải có một cái phiên bản gì đấy để người ta biết là ông đã có một cái sản phẩm rồi, thì lúc đấy ông mới gọi được vốn. Một số ít, chỉ có rất là ít các protocol
mà có sản phẩm giống có token thôi. Nhưng mà thực tế là vì các cái về bản thực chất là vì các protocol đấy họ không cần cái token để mà họ hoạt động. Đúng rồi. Mình có thể thấy là gần đây nó có một cái làn sóng rất là, tức là mọi người vẫn nói với nhau là kiểu skin in game và làm retroactive ấy, thì mình thấy là nó là thể hiện một cái xu hướng mới trong cái việc sản, trong cái việc phát triển sản phẩm. Nghĩa là các cái dự án ấy họ phải có một cái sản phẩm trước và họ phải chứng minh đối với người dùng rằng là cái sản phẩm này của tôi nó ít nhất là nó có revenue, nó đang giải quyết một cái bài toán có thật, nó đang giải quyết một cái vấn đề, một cái nhu cầu có thật ở thị trường, và phải chứng minh là nó work đã, thì sau đó họ mới tính đến cái câu chuyện là họ sẽ ra cái token. Thì theo như cái sự phát triển như vậy ấy, thì mình có thể dự đoán là trong những cái mùa sau ấy thì đa phần là các cái dự án nó sẽ không có token sớm mà nó sẽ có các sản phẩm trước, và cái sản phẩm này gần như là nó có thể vận hành mà nó không cần gì đến cái native token hay là cái governance token gì cả, và đến khi nào mà nó work rồi thì lúc đấy nó mới bắt đầu nó phát hành token. Tại sao mà mình lại khá tin là cái điều này nó sẽ xảy ra trong tương lai? Bởi vì là ngay cả những cái mô hình mà nó bắt buộc nó phải có token để mà nó hoạt động được thì bây giờ nó cũng đã cho mọi người làm theo kiểu là retroactive rồi. Đơn cử nhất có thể nói là Aptos. Cái Aptos là đang là cái blockchain mà nó đang được đồn đoán là kiểu được thừa kế từ cái dự án Diem của Facebook ấy. Mặc dù là nó vẫn cho mọi người tham gia và chạy node để mà nhận token đúng không? Nhưng mà thực tế là đấy, những cái node này của nó bây giờ là mọi người đâu có được nhận bất kỳ một cái phần thưởng gì đâu. Nó chỉ là những cái phần gọi là những cái phần thưởng gọi là hứa hẹn trong tương lai thôi. Đó, thì đấy là những cái đấy là mình nghĩ là cái dự đoán đấy là cái dự đoán mà có thể nó khả thi và nó có thể xảy ra nhất trong những cái mùa sắp tới. The merge của Ethereum á, cái sự kiện sắp diễn ra vào tháng 9 này á, thì không biết là Mai đánh giá cái mức độ hype nó như thế nào. Em nghĩ là độ hype của cái này thì chắc chắn là phải là năm rồi. Vì mọi người từ đầu năm đến giờ em thấy mọi người đã bàn luận về cái này khá là nhiều. Mọi người bàn luận là nó đem lại được lợi ích gì cho Ethereum. Các ETH Maxi cũng rất là bullish vào cái sự kiện này. Rồi mỗi lần mà delay thì là con dân lại có thêm chuyện để nói. Nói chung là cứ mỗi cái động thái gì của The Merge hoặc là đội ngũ developer đưa ra là đều có cái để mọi người bàn luận cả. Chắc là mình sẽ nói về một cái narrative. Anh nghĩ là nó cũng khá là đối nghịch với lại những cái thesis về bullish riêng về cho các cái layer 1 ha. Thì cái narrative thứ hai mà anh muốn biết cái góc nhìn của Mai là về các cái app chain đó. Thì không biết là Mai nghĩ như thế nào về cái app chain này? Em nghĩ app chain thì chắc là em sẽ chấm 3 điểm thôi. Thật ra cái app chain đó, em thấy thì nó vẫn... nó cũng được bàn luận nhiều, nhưng mà gọi là hype mà để lên mức 5 như The Merge thì thứ nhất là chưa nhiều, và thứ hai là nó dễ gây tranh cãi. Có một cái là em thấy nó dễ gây tranh cãi bởi vì khi mà mình tách ra làm app chain thì mình có nhiều quyền tự chủ hơn các thứ, nhưng mà đương nhiên là mình cũng sẽ mang tiếng là mình kiểu ký sinh trùng lên cái layer one trước, rồi bây giờ là mình lại tách ra. Đấy, cho nên là em nghĩ khi mà các dự án kiểu muốn tách ra làm app chain thì họ sẽ phải đối mặt với những cái tranh cãi đấy, cho nên là em nghĩ là nó sẽ không có hay bằng cái The Merge như nãy đâu. Rồi cái từ khóa cuối cùng thì chắc là cũng để nhân tiện là gợi mở cho cái topic hôm nay, đó là những cái giải pháp scaling của riêng Ethereum. Thì app chain thì nó cũng là một cái cách để scale, nó cũng là một cái cách để tăng cái khả năng xử lý cho một cái hệ sinh thái hoặc là một cái dự án cố định nào đó. Còn riêng về scaling thì cũng có rất là nhiều các cái dự án, đặc biệt là trong tuần vừa rồi thì liên tục nổ tên. Thì không biết là Mai nghĩ như thế nào về các cái scaling, các cái layer 2 này ở bên riêng hệ sinh thái của Ethereum luôn. Đối với em thì cái độ hype của layer 2 thì chắc là em sẽ cho mức 4 á. Tại vì em thấy là các dự án scaling này nó đang từ đầu năm đến giờ là có nhiều tin đồn là sẽ airdrop. Và ví dụ như là Optimism là đã airdrop rồi. Bây giờ còn một số nền tảng khác, ví dụ như là Arbitrum thì là vẫn đang rục rịch thôi, cũng chưa biết khi nào. Rồi gần đây nhất là lại có ZK, cái dự án cái sau khi mà Polygon tung tin rất nhiều các cái ZK đúng không? Đúng rồi. Và mọi người kiểu bắt đầu bullish vô cái công nghệ này, bảo là cái mùa bull sắp tới là chắc chắn là dành cho ZK. Thì sẵn là Mai nói về cái vấn đề là rất là FOMO, rất là bullish cho cái ZK này. Thì bản thân anh cũng khá là thắc mắc. Tại vì
trong một tuần vừa rồi á, thì khi mà lướt Twitter á, thì tất nhiên là nó có một cái hiệu ứng về mặt gọi là truyền thông ha, tức là ba cái dự án Polygon nè, rồi ZK Scroll, hoặc là một cái nữa là ZK EVM của ZK Sync, ba cái dự án này nó công bố tin tức ra một lúc, thì anh cũng khá là thắc mắc tại vì anh thấy nó cũng kiểu như là các dự án này nó cũng chưa có gọi là tiếng tăm lắm mà cũng không quá hay. Cá nhân anh thấy là như vậy. Thì với Mai á, thì Mai có thể lý giải tại sao là những cái ZK này á, nó lại có được cái chất xúc tác hưng phấn như vậy cho riêng cái hệ sinh thái của Ethereum ở thời điểm hiện tại không? Cái vụ việc mà khi mà ba dự án liên tục kiểu đua nhau tung tin á, thì em ban đầu em thấy em cũng khá là thú vị á, thấy khá là thú vị, kiểu như là người này đưa tin xong rồi cái người kia cũng phải ráng đua theo. Thì em nghĩ là nó hype thì một phần là yeah, tại vì đầu tiên là nó được thông báo bởi một cái nền tảng lớn như là Polygon. Bởi vì thật ra trước đây á, là ZK Sync hay là lúc riêng á, họ cũng đã sử dụng ZK rồi mà. Nhưng mà thời điểm trước đây á, thì em thấy là mọi người kiểu bàn luận nhiều về ZK á, thì chưa có nhiều lắm đâu. Kiểu, tại vì thật ra là đây cũng là một cái concept không quá dễ hiểu với những người mới á. Thì sau khi mà Polygon ra tin một cái, tại vì Polygon nó cũng khá là lớn mà, đặc biệt là trong thời gian gần đây Polygon công bố hợp tác với khá là nhiều ông lớn nữa, thì tự nhiên có một ông lớn đưa tin, thế là mọi người bắt đầu đổ xô vô, nhìn vô, thì xong rồi mọi người mới nhìn thấy được cái tiềm năng của cái ZK này. Thì để giải thích cho cái độ hype của cái này á, thì em sẽ bắt đầu trước là tại vì ZK là đầu tiên là mọi người biết tới nó thông qua là giúp scale Ethereum, đúng không? Tại vì Ethereum thì nó tắc nghẽn nè. Đấy, thì tại sao là nó bị tắc nghẽn thì giống như mọi người cũng biết đó, là các validator ở trên Ethereum thì không có xử lý giao dịch nhanh được. Thì cái lý do là một phần là bởi vì là họ phải thực hiện lại các cái tính toán diễn ra trong Ethereum, trong EVM một cách độc lập, kiểu giống như là mỗi validator là sẽ phải, và mỗi lần có cái update gọi là cái state transition đó, là họ cứ phải re-execute lại, giống như là cứ phải tính toán lại, update lại. Đó, thì cứ mỗi validator như vậy á, mà cứ làm như vậy á, thì đương nhiên là không có làm nhanh được rồi, thì làm sao mà scale được. Thì bây giờ nhờ có cái công nghệ ZK này, rồi Zero Knowledge, tức là không cần phải biết, dịch ra tiếng Việt xác nghĩa nó là vậy. Thì bây giờ các giao dịch thì không cần phải xác minh on-chain như vậy nữa, không cần phải xác minh một cách độc lập như vậy nữa, mà bây giờ mình sẽ có một cái bằng chứng gọi là Validity Proof. Rồi cái bằng chứng này nó có thể được sử dụng off-chain luôn để chứng minh là cái giao dịch này nó hợp lệ. Thì cho nên là nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ rẻ hơn, mà mình cũng không còn phải đánh đổi về security nữa. Mình có một con số để các bạn có thể suy nghĩ, đó là chỉ trong vòng 2 tháng thôi, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức là chỉ vòng 2 tháng vừa rồi á, thì tổng cung của Tether USDT là đồng stablecoin lớn nhất thế giới đã giảm từ 83 tỷ đô xuống còn quanh 66 tỷ đô, thì tương đương với mức giảm khoảng 20%. Thì không biết là Nguyên có thể giải thích là tại sao cái tổng cung của USDT nó lại giảm nhiều như vậy và nó có ảnh hưởng gì đến cái thị trường hiện tại không ạ? Trước hết thì mình nói về cái lý do tại sao mà mình giải thích thêm sâu hơn về cái lý do tại sao mà mình chọn nói về stablecoin trong tuần này ha. Thì như anh em cũng biết rồi, thì cái tỷ giá giữa euro và USD thì nó cũng có rất là nhiều biến động thời gian gần đây. Song song đó thì những cái động thái nâng lãi suất từ phía Fed á, thì nó cũng phần nào góp phần giúp cái tức là nó đẩy cái nhu cầu cho USD lên cao. Thì đó là một trong những lý do mà bọn mình thấy là đây là một cái từ khóa mà cần đào sâu trong thời gian hiện tại và sắp tới. Nói câu chuyện macro thì nó hơi xa xôi và nó hơi rộng và nó khá là khó để lý giải chi tiết, nhưng mà mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề của thị trường DeFi hiện tại. Cách đây khoảng 2 tuần thì bọn mình có làm một cái topic về 3AC. Thì anh em nào theo dõi cái tập tuần hôm đó thì cũng biết là cái thanh khoản ở thời điểm đó với thị trường nó rất là xấu, và việc mà người ta bắt đầu rút dần sang những cái
thị trường khác người ta rút, tức là người ta đem crypto, các cái đồng stablecoin á, người ta đem đi redeem ra những cái tài sản gốc, thì đó là một trong những lý do tại sao mà cái market cap của phần lớn các stablecoin, mà điển hình ở đây là Tether, thì nó bị giảm như vậy. Một trong những lý do khác đó là những cái food liên quan đến Tether, thì cũng trong cái giai đoạn mà nó vừa nổ ra cái mình nhớ không nhầm là giai đoạn mà UST nó mới nổ ra thì Tether nó cũng bị food và nó cũng có một chút debate khỏi vùng $1. Tuy nhiên là những cái food này thì sau đó nó tạm lắng xuống. Nhưng mà nó là một trong những lý do tại sao mà người ta cảm thấy là cái Tether hiện tại nó không an toàn, nên là cũng là một phần lý giải tại sao mà market cap của USDT nó giảm thời gian gần đây. Thì anh có thấy một vài cái tweet liên quan đến cái chuẩn token là ERC 4626, tức là một cái chuẩn hóa mới cho các cái vaults, các cái pool, thì cái này nó sẽ giúp là chuẩn hóa cái pool này nó tiện lợi hơn cho đội ngũ lập trình. Rồi anh cũng đọc một vài cái, nói chung là cũng lướt, thì thấy một vài người họ cũng siêu, tức là họ bảo là cái chuẩn token này nó có thể nó sẽ mở ra một cái narrative mới, một cái trend mới. Thì không biết là Mai có cái thông tin nào liên quan đến cái từ khóa này không, cái ERC 4626 này á? Thì em cũng có tìm hiểu qua về cái chuẩn token này gần đây. Thì giống như là trước đây ha, khi mà mình gửi tiền qua các nền tảng lending hay là yield farming thì người dùng sẽ nhận lại được một cái token nhất định, ví dụ như là cái A token của AV đi chẳng hạn. Nhưng mà hồi đó thì chưa có một cái tiêu chuẩn chung cho những cái token này, cho nên là khi mà muốn tích hợp mấy cái token đó vô những cái giao thức khác ở trong DeFi á thì nó khá là mất thời giờ, tại vì lập trình viên họ sẽ phải viết riêng một cái code cho từng loại token, ví dụ như là token của AV sẽ viết một kiểu, của Sushi sẽ viết một kiểu chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà có 4626, ERC 4626 thì mọi thứ nó được chuẩn hóa lại, cho nên là cái việc xây dựng các cái dự án về thanh khoản dựa trên những cái tài sản A tokens, X tokens này nó cũng sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Tức là trước đây mà ví dụ như DeFi 1.0 á, thì chúng ta nghe nhiều về cái từ khóa là DeFi Lego, tức là những cái mảnh ghép Lego nó xếp đè lên nhau. Nhưng mà ở cái thời điểm mà DeFi 1.0 đó thì về mặt hình thức, về mặt tên gọi thì những cái dự án được xây đè lên nhau rất là hợp lý. Tuy nhiên là ở khía cạnh kỹ thuật ở phía dưới thì nó chưa đủ để gọi như là những cái thuận tiện nhất để cho lập trình viên người ta có thể thực tế hóa được cái bức tranh mà nhiều cái lớp Lego đè chồng lên nhau, đúng không? Nó chưa có kết nối được nhiều với nhau lắm. Tức là nó mới chỉ ở cái giai đoạn nó chỉ mới là cái gần như là cái tên gọi thôi. Vậy thì cái 4626 này thì em có theo dõi những cái dự án nào nó đã tích hợp cái này chưa? Tức là một vài cái tên để mình theo dõi thôi, tại vì không biết được là nó có thành narrative hay không. Theo em theo dõi thì là có Yearn Finance là có sử dụng 4626, còn những nền tảng khác thì em không rõ lắm. Nhưng mà thật ra thì em nghĩ là nó có thể là nó sẽ dành cho những cái dự án DeFi về thanh khoản sau này họ ứng dụng. Bởi vì em cũng nghĩ là những cái dự án mà họ đã view rồi á, bây giờ để họ kiểu ứng dụng một cái khác vô á, nó cũng hơi kiểu như thanh khoản nó đang ở một cái định dạng cũ đúng không, xong rồi bây giờ phải chuyển nó sang một cái định dạng chuẩn hóa hơn thì nó hơi khó một xíu. Đúng rồi, nó... thà ví dụ như là xây một cái dự án mới, đúng không, thu hút tiền mới nó đổ qua thì tiện hơn. Rồi, đó là những gì mà chúng ta nói về cái 4626, cái chuẩn mà nó cũng mình nghĩ là nó cũng rất là đáng theo dõi thời gian sắp tới. Có nhiều lý do tại sao cần những cái quản lý đó, để mà nhiều cái công việc mà nó gọi là không có hợp pháp chẳng hạn không được xảy ra, thì mình cần những cái phần quản lý đó. Còn bây giờ nếu mà chúng ta nói những cái đồng như là USDC, USDT hoặc là những cái sản phẩm tài chính khác của DeFi, nó là sản phẩm tài chính đi, thì chúng ta lại càng cần những cái kiểm soát nhất định, đúng không? Tại vì những cái sản phẩm tài chính hiện tại chúng ta có những cái quản lý rất là chặt chẽ. Thì bây giờ tại sao là một cái loại sản phẩm tài chính mới lại không được quản lý? Nó không có thực sự là hợp lý tí nào cả. Nếu mà là sản phẩm tài chính thì nó phải được quản lý. Nếu mà nó là công nghệ mới, nó cũng cần được phải quản lý. Câu chuyện ok, bây giờ cái quản lý của nó sẽ như thế nào? Làm thế nào mà chúng ta có thể vẫn nhận được những cái lợi ích từ những cái sản phẩm tài chính mới đó, nhưng mà vẫn có thể make sure là
những cái vấn đề liên quan đến những cái hoạt động bất hợp pháp nhất trong lĩnh vực tài chính không xảy ra, và bảo vệ những người dùng, bảo vệ được những nhà đầu tư, thì mình nghĩ là không có cách nào mà chúng ta một cái một phát đi từ một cái hệ thống tài chính tương đối tập trung hiện tại sang một cái hệ thống tài chính mà hoàn toàn nó phi tập trung. Mình không nghĩ đó là một cái likely outcome của câu chuyện này, mà cái centralized DeFi là ok, chúng ta sẽ check những cái điểm tốt và ưu thế của DeFi là phần mềm hóa những sản phẩm tài chính dựa trên data như vậy, và chúng ta sẽ đưa nó vào hệ thống tài chính cũ. Nó sẽ là cái gọi là complementary cho hệ thống tài chính cũ. Nó sẽ giúp những cái hệ thống tài chính cũ đưa sản phẩm tài chính vào tay mọi người một cách hiệu quả hơn. Nhưng mà nó vẫn cần những cái quản lý của hệ thống tài chính cũ đó. Cái đó là cái mà mình nghĩ là cái outcome của câu chuyện này trong 10-20 năm tới. Còn gọi là ok, xa xôi hơn nữa, gọi là có thể nói là 30-40-50 năm gì đó, có thể lúc đó khi mà cái concept về tài chính phi tập trung nó đã ở trong đầu mọi người rồi và mọi người đã dùng những sản phẩm như vậy rồi, thì có thể là chúng ta sẽ tiến hóa dần hơn đến một cái tương lai phi tập trung nhiều hơn. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy là mình gọi là đa số mọi user sẽ không có thể dùng những cái sản phẩm hoàn toàn phi tập trung như vậy được, là nó sẽ cần những cái kiểm soát nhất định. Và tại vì bây giờ nếu mà mình có một loại tài sản như là cổ phiếu, như là trái phiếu, như là tiền trong ngân hàng chẳng hạn, và bây giờ có loại tài sản mới, một cái loại sản phẩm tài chính mới như là crypto, USDC, USDT hoặc crypto nói chung, thì bây giờ tại sao chúng ta lại quản lý cái thằng cổ phiếu, trái phiếu, tiền trong ngân hàng mà lại không quản lý thằng crypto và stablecoin? Thì thực sự là nó rất là lệch lạc ở đây, tại vì chúng ta còn phải quản lý cái tài sản đó, là tại vì có những lý do để quản lý bảo vệ người dùng. Không bảo vệ người dùng thì cái thằng công ty ở đằng sau nó muốn làm gì thì làm, đúng không? Thì nó sẽ có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy nhất định. Thì bây giờ nếu mà là sản phẩm tài chính mới, tài sản mới, thì nó cũng cần có một cái quản lý tương đương như là những cái tài sản và sản phẩm tài chính hiện tại. Thì cái đó là cái mà mình thấy là nó hợp lý và nó cũng make sense. Đương nhiên là có những cái lợi thế nhất định như mình đã không phủ nhận, và chắc chắn nó sẽ complement, nó sẽ đưa ra những cái sản phẩm mới vào tay của người dùng hơn, nhưng mà chúng ta vẫn cần những cái quản lý. Thì mình nghĩ là trong cái bear market hiện tại là cái quản lý từ các chính phủ trên thế giới này, và nhất là bên Mỹ, sẽ siết chặt hơn rất là nhiều, và mình sẽ nhìn thấy cái câu chuyện đó, nó sẽ gọi là nó sẽ giúp cái ngành này thực sự mới có thể lớn lên từ hiện tại bây giờ cỡ khoảng vốn hóa của nó 1.000 tỷ đô, đúng không? Thì sau khi đó nó có thể lên 10.000 tỷ đô, 20.000 tỷ đô, 50.000 tỷ đô gì đó, sau khi mình đã có cái gọi là kiểm soát từ các nhà chức trách và các ngân hàng nhà nước trên thế giới này. Em thấy nó có một cái tính chu kỳ liên quan đến pháp lý này. Đó là thường thì chúng ta thấy là crypto nó sẽ có một cái giai đoạn phát triển nó hơi, em dùng cái từ là nó hơi hoang dã một xíu, đó là mạnh ai người đó làm, và dép thì dép nhiều khi ẩn danh, và một người thì làm 10-15 dự án gì đó, thì nó sẽ kiểu là bùng nổ ra như vậy, xong rồi sẽ đến một cái giai đoạn là bear market. Và lúc này thì khi mà những cái vấn đề nó phát sinh thì giới chức thì họ mới bắt đầu họ vào để họ gọi là họ fix lại những cái lỗ hổng mà trong cái bull market trước đó. Thì cá nhân em thì đã thấy những cái này nó đã diễn ra trong giai đoạn mà Libra họ công khai cái dự án về crypto của mình. Thì sau một khoảng thời gian thì cũng bị giới chức họ mời lên điều trần và gọi như là để siết chặt. Thì ở trong cái giai đoạn này thì nó cũng là một cái gì đó nó khá là tương đồng, tức là sau một cái chu kỳ mà phát triển nó hơi bùng nổ như vậy thì giới chức họ sẽ phải can thiệp vào và coi như là đưa cái sự phát triển này nó dịch chuyển dần dần, chứ nó không phải là đùng một cái thì chúng ta đang xài những cái hệ thống tiền tệ bình thường mà chúng ta bắt đầu nhảy qua xài một cái decentralized mà không ai quản lý được, thì nó khá là đi ngược lại với cái mô hình truyền thống phát triển bình thường. Đúng rồi, thì khá là để mình ép thêm một vài ý tưởng nữa là trong cái giai đoạn gọi là cái bull market khi mà nó phát triển hoang dã, đúng không? Đây là cái đồng, đa số cái đồng crypto nào nó cũng lên giá ở ầm như vậy. Mà lúc đó thì thường là mọi người trong thế giới crypto sẽ nói là ôi, chúng tôi không có cần được quản lý nhà nước thì gì đâu, không có cần thiết gì, nó không cần không quản lý gì cả. Mọi thứ nó đang rất là ok, phát triển đang rất là tốt, đừng có làm bất cứ cái gì cả.
Thì lúc đó thì nhà chức trách mà có muốn làm một cái đưa ra một cái khung pháp lý nào đó không, rất là khó. Mọi người sẽ đi đặt đảo trận đó. Nhưng mà trong cái bear market khi mà những cái tài sản nó rớt 70, 80, 90% gì đó, thì lúc đó thì mọi người mới nhận ra là chắc là chúng ta có thể là cần cái kiểm soát nhất định nào đó, khung pháp lý rõ ràng nào đó, để cho những cái câu chuyện gọi là high speculation, những cái high leverage và những cái insider trading, không, những cái activities như vậy nó không có xảy ra, và thị trường này nó có thể phát triển một cách bền vững hơn. Thì bây giờ mình nghĩ là mình đang ở trong giai đoạn gọi là cần những cái không hợp lý rõ ràng như thế này để kiểm soát chặt hơn, và thực sự nó tốt cho thị trường này. Như vậy thì nó mới có thể gọi là đạt được cái lý tưởng của nó. Khi mà tham gia vào cái sự kiện này thì mọi người sẽ nói nhiều về cái mảng thị trường nào nhất? Phần lớn các cái chương trình rồi những cái cuộc hội thoại bên lề thì mọi người sẽ nói về cái mảng thị trường nào nhất? DeFi, GameFi hay là các cái ví dụ như là service bên lề? Thì mình nghĩ là nó tùy vào cái việc là dự án đấy làm về mảng gì. Thì đúng rồi, thì ví dụ như là GameFi thì họ sẽ nói về GameFi, DeFi họ sẽ nói về DeFi. Nhưng mà đâu đấy á, một cảm giác overall của mình xung quanh các cuộc thảo luận á, là mọi người vẫn sẽ nói về Layer 1 nhiều hơn. Mọi người vẫn sẽ có những cái conversation đâu đấy, họ sẽ vẫn sẽ nhắc đến những cái tên mới. Thì như mình có đi nói chuyện, mình không biết tại sao mà cái từ khóa Atos và Sui nó xuất hiện nhiều như vậy. Mình không biết. Kể cả là mình có nói với dự án mà làm infrastructure hay là mình làm dự án NFT, họ cũng cứ đâu đấy họ cũng sẽ nói về những cái Layer 1 nếu mà đi sâu xuống dưới nữa, những cái cuộc thảo luận. Thì mình không biết là có phải là họ học thuộc bài để họ đi gây ấn tượng với những khách trong cuộc nói chuyện không, đấy thì mình không biết. Nhưng mà ở đâu đấy thì cái narrative của mọi người thì vẫn nói về những cái Layer 1. Những Layer 1 mới đúng không? Chứ những Layer 1 mới. Chứ phần lớn thì mọi người quá quen với những cái platform nó đã có cái vị thế trong thị trường rồi thì chắc cũng ít người ta hứng thú để người ta đề cập lại. Chắc là nhờ anh Poseidon giải thích đơn giản một xíu về hai cái từ khóa này để cho các bạn nghe cũng đỡ gọi là hoang mang một xíu về modular cũng như là monolithic blockchain ha. Ok Nguyên, thì nói chung mà anh em có thể hiểu đơn giản như monolithic blockchain thì nó là một cái blockchain 1.0 chẳng hạn, ví dụ như đó thì nó gọi nó là blockchain 1.0. thì modular blockchain thì nó là một cái dạng blockchain mới thì và là blockchain 2.0. thì dĩ nhiên cái 2.0 hay 1.0 đây thì nó sẽ không phải là nó thể hiện cái tính ưu việt hơn hay cái ưu việt hơn hay không, thì chúng ta sẽ còn phải xét rất là nhiều. Và tuy nhiên thì chúng ta tạm thời mặc định với nhau như vậy, thì blockchain 1.0 hay là monolithic blockchain là cái dạng blockchain mà nó gom tất cả những cái tác vụ của blockchain, nó chỉ nằm trên một cái layer thôi. Tức là từ cái khâu là ví dụ như là anh em đã biết là khi mà một cái giao dịch hay một cái tác vụ nào đó thực hiện trên blockchain thì nó phải trải qua một số cái khâu nhất định, ví dụ như là nó phải gửi lên, sau đó cái giao dịch đó được xử lý xong, với dữ liệu đó nó sẽ phải được các cái validator nó đồng thuận, người ta chấp thuận đó là hợp lệ, thì nó mới được ghi lên một cái khối, và như vậy thì nó cứ lặp lại như vậy thì nó tạo ra một cái chuỗi khối, và đó chính là blockchain. Thì ba cái khái niệm mà nó căn bản nhất của blockchain thì nó gồm có là sự đồng thuận hay consensus đó. Thì cái này là cái nền tảng, tại vì trong một cái blockchain mà nếu mà chúng ta đảm bảo dữ liệu luôn luôn chính xác và nó đảm bảo là để sản sinh ra được chuỗi khối mới thì đầu tiên nó phải có cái sự đồng thuận này, và cái sự đồng thuận này nó chính là cái những cái cụm từ mà anh em hay gặp bình thường là proof of work hay là proof of stake, là hai kiểu đồng thuận phổ biến nhất. Rồi cái thứ hai đó là cái thực thi ha, cái thực thi có nghĩa là gì? Thực thi có nghĩa là việc mà các cái validator người ta xử lý giao dịch và nhờ đó mà nó duy trì và phát triển cái trạng thái của blockchain ha. Tức là blockchain thì nó sẽ không bao giờ nó đứng yên hết, mà nó sẽ được chuỗi khối mà ở cả khối mới nó sẽ được tạo ra liên tục và nó được ghi liên tục để mà nó đảm bảo cho cái trạng thái blockchain nó được cập nhật một cách gần như là tức thời. Và cái cuối cùng là cái đảm bảo cái sự khả dụng của dữ liệu. Khả dụng của dữ liệu đó là gì? Thực ra nó cũng đơn giản thôi, tức là chúng ta có thể hiểu đơn giản là các cái dữ liệu là nó sẽ luôn luôn mà được sau khi được xuất bản và được ghi trên khối ấy, thì nó sẽ sẵn sàng để mà sử dụng ấy. Tức là nó sẽ sẵn sàng được khai thác bởi chính cái chuỗi khối đó hoặc là chính
chính những cái người dùng. Nó đơn giản như vậy thôi. Tại vì khi mà một cái dữ liệu mà nó khả dụng thì nó mới có ý nghĩa. Chứ còn một cái dữ liệu mà nó không khớp hay nó không đúng với cái trước đó hoặc cái sau đó thì hoặc là không được khai thác thì khi đó là cái sự đồng thuận nó sẽ gặp vấn đề và nó kéo theo cái sự đình trệ của blockchain. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như vậy. Thì cái monolithic blockchain là nó thực hiện toàn bộ. Ngắt lời anh Poseidon một xíu, tức là cái ý mà khả dụng dữ liệu á, thì để cho một vài anh em dễ tìm hiểu ở bên để tìm hiểu các cái tài liệu thì nó là cái data availability á, thì cái này nó kiểu như là hình dung là làm sao để cái blockchain nó có đủ dữ liệu để các cái validator hoặc là các cái đơn vị xác thực họ có thể tiếp tục duy trì được cái trạng thái xuyên suốt của cái blockchain, chứ là nó không có bị cái tình trạng là tự nhiên cái chuỗi nó đang đi theo mạch như vậy mà nó bị đứt quãng ở một vài cái dữ liệu đó, là cái khâu xác thực nó không thể xuyên suốt được. Thì nó là data availability, để cho một vài anh em mà có muốn search thêm về cái khái niệm này thì có thể để tìm hiểu thêm. Ok, rồi cảm ơn Nguyên. Thì đó, thì như mình sẽ nói tiếp chút này, thì monolithic là nó sẽ thực hiện toàn bộ những cái khâu đó chỉ ở trên một layer thôi. Ví dụ như là Bitcoin, ví dụ như là Ethereum trước đây, ví dụ như là Solana hay là Avalanche các thứ, thì anh em đều thấy là đa phần nó đều theo đúng một cái kiểu đó, là toàn bộ đều thực hiện trên một lớp. Còn modular có nghĩa là gì? Modular là có nghĩa là nó đại loại là nó chia công việc ra thành những cái ngăn, những cái module đó. Chúng ta có thể hiểu đơn giản như vậy. Thì đối với modular thì nó ngược lại hoàn toàn với cái monolithic, có nghĩa là nó sẽ cho phép là nó cải thiện cái hoạt động của hệ thống bằng cách đó là nó cho phép là chia những cái ba cái khâu nhiệm vụ nó trên đó. Nó thay vì thực hiện trên chỉ trên một lớp thôi thì nó sẽ thực hiện ở trên nhiều lớp khác nhau đó. Về cơ bản thì anh em có thể hiểu ví dụ như là sẽ có những cái lớp nó sẽ đảm nhiệm cái việc đó là thực thi, và những cái lớp đó thì đơn thuần người ta chỉ được xây dựng để mà thực thi giao dịch thôi, và chúng ta sẽ mặc định rằng là toàn bộ những cái giao dịch đó nó sẽ được kế thừa cái sự bảo mật và cái sự đồng thuận của cái layer 1 đó. Tức là cái layer 1 nó chỉ lo cái khâu đồng thuận, còn cái khâu mà thực thi giao dịch đó và xử lý giao dịch á thì nó sẽ được thực hiện trên các layer khác đó. Còn cái khả dụng dữ liệu á thì đối với modular thì nó sẽ sử dụng cái sharding để mà nó thực hiện. Thì cái ý tưởng của sharding thì thực ra ý tưởng sharding thì nó không phải là nó gắn liền với cái modular blockchain này, mà cái sharding là nó gắn liền với thực ra là Ethereum 2.0. Thì nếu như anh em nào mà có theo dõi cái Medium của Vitalik thì cái sharding này Vitalik nói rất là lâu rồi. Thì ý tưởng của sharding là nó sẽ chia nhỏ công việc, và cái chia nhỏ công việc đó ra sau đó thì nó sẽ cho phép mình có thể nói dễ hiểu là chia nhỏ những cái khối lượng công việc hay là những cái giao dịch cần xử lý ra một cách nhỏ hơn, và sau đó là lựa chọn ngẫu nhiên một tập random những cái validator để xử lý cái giao dịch đó. Thì cái này nó có hai tác dụng. Thứ nhất là cái việc chia nhỏ công việc và lựa chọn random thì nó sẽ giúp công việc nó được xử lý nhanh hơn đó. Ví dụ như có đến 10.000 nốt chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần random 1.000 nốt để xử lý một tập giao dịch này, và để 1.000 những cái nốt còn lại đó là làm cái công việc khác, thì nó sẽ giảm tải và nó sẽ không bị nó sẽ khai thác được tối đa cái sức mạnh của cả cái blockchain đó. Và cái việc mà random thì tại sao lại nó phải random? Nó random ở đây gọi là nó có ý nghĩa là đảm bảo, đầu tiên là đảm bảo cái tính khách quan trong việc xử lý giao dịch đó, tại vì rất là khó để mà 1.000 nốt random có thể là thông đồng với nhau để mà tìm cách là làm gian lận cái giao dịch hoặc là tấn công cái mạng lưới đó. Và cái thứ hai là nếu mà như cái tác nhân ở bên ngoài á, nó muốn tấn công vào cái blockchain đó thì nó cũng rất khó, khi mà anh em có thể hiểu là bởi vì random mà cho nên rất khó để mà tấn công toàn bộ 1.000 nốt, biết chính xác 1.000 nốt đó là những ai và tấn công đó. Thì nó có hai ý nghĩa như vậy. Như vậy thì cái modular blockchain á, thì nó sẽ tụ chung lại thì nó sẽ là cái việc chia nhỏ các cái nhiệm vụ ra thực hiện trên các lớp khác nhau thay vì là gom vào một như monolithic. Và nó sẽ, cái thứ hai là nó sẽ sử dụng cái công nghệ sharding để mà nó đảm bảo cái tính khả dụng của dữ liệu đó. Thì đó là hai cái sự khác nhau cơ bản giữa monolithic blockchain và modular blockchain.
Và đó là những gì có ở trong tập 68 tuần này. Cuối cái tập podcast này thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh em đã đồng hành cùng với bọn mình một cái chặng đường nó cũng rất là xa rồi. Người ta hay nói là cái đường chạy marathon á, thì nó chỉ bắt đầu sau cây số thứ 32, 33 gì đó. Thì thì mình vẫn tin là cái chuỗi podcast này nó mới chỉ bắt đầu thôi. Và chúng ta vẫn còn cơ hội để đồng hành cùng với nhau, đồng hành cùng với thị trường trong thời gian tới. Mặc dù là cái bối cảnh mà cái tập này nó ra mắt thì nó chắc cũng khá là ảm đạm. Tình hình kinh tế chung thì nó cũng khá là ảm đạm. Và thị trường crypto nói riêng thì nó cũng rất là khó khăn. Không biết nói gì hơn thì chắc là cảm ơn anh em rất nhiều đã cùng đồng hành với bọn mình trong rất là nhiều cái trạng thái của thị trường, và đặc biệt là đồng hành cùng với bọn mình ở trong cái khoảng thời gian thị trường nó cũng rất là nhiều thách thức như thế này. Thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa. Chắc chắn bọn mình sẽ trở lại trong tuần tiếp theo với những topic thú vị về thị trường ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt anh em.